Đây chào mọi người, giờ là tụi mình đang cắm trại. Đây là đống lửa, đây là đây xung quanh còn là cây cối thôi. Lều, đây là lều của tụi mình. Mày làm gì mày? Mày thằng thắng giọng ở trong xung quanh, phía trước vậy luôn. Ở phía trên và xung quanh đều phía là trên, cây xung quanh trái phải, phía trước đều là cây. À, tất cả đều là cây, cây cối cho nên rất là ấm, cộng thêm lửa nữa. À. Mà rất tiếc là không có đem theo hải sản, không đem theo mực tôm cá gì để nướng hết trơn. Nên là việc duy nhất là ngồi đây để mà ngồi coi đống lửa cho vui vậy thôi hả.